Xin chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em làm rất thành nông để sử dụng di lo men. Thì anh em làm xài di lo men vô cọc men ok, còn nhiều cái đào quả nông mà để vô đa, nhiều lúc anh em không biết đấu thì hôm nay mình hướng dẫn anh em sẽ làm đấu rất thành nông chẻ đúng âm dương. Thì đầu tiên là anh em mở ra. Có nút chặn và nó này thì trong đây là nó có bốn bốn chân, thì anh em mà để biết mà đội chân nào dương và chân nào âm thì anh em xem nè, chân này một cộng này, hai cộng với một cộng là dương, một trừ hai trừ là âm, một cộng hai cộng là dương. Thì anh em đáo từ đây qua đây và đáo từ đây qua đây, một cộng mà hai cộng là dương nè, một trừ hai trừ là âm nè. Thì đầu tiên anh em xài mà dây bốn sợi thì anh em đáo vô bốn sợi hơi dương hơi âm, còn mà anh em xài dây loa bình thường hơi sợi thì anh em muốn đáo vô bốn bốn ngõ thì cách đáo như sau. Anh em chẻ ra, chẻ dây loa ra. Mấy anh em mua dây loa này là cũng tốt lắm rồi nè, nhưng mà dây bên chữ là âm và mình để bên suông là dương, không có chữ thì mình sẽ tuốt dây thôi. Tuốt tuốt hai đầu dây ra, dây loa ra. Mình có hai hai đầu hai sợi, một dây loa có hai sợi dây âm và dương. Bây giờ mình sẽ đấu vô bốn sợi, bốn rắc, bốn ngõ, hai dương và hai âm. Thì mình đầu tiên thì mình sẽ dùng hai đoạn dây điện ngắn, mình sẽ tuốt ra. Đấy. Anh em xài hai đoạn dây điện ngắn nè, xén lại và anh em gấp lại. Đấy. Rồi mình xả mấy con bốn ốc ra. Thì anh em có nhiều anh em thợ thì biết, còn anh em mà không phải thợ thì chắc là không biết. Thì anh em nào biết thì bỏ qua video này, mình hướng dẫn những anh em mà không biết thôi. Đây anh em cấu một, trước mắt là một cộng, một cộng hai cộng đây, cho nó ngắn cái dài lại một chút. Đây mình sắn cái sợi dương ha, sợi dương cùng với sợi đây mình sẽ xỏ xuống. Đây mình xỏ xuống trước là dương, ok, và cái đầu đây là mình xỏ vô dương. Đấy, cộng 1 cộng 2, một đầu cộng 1, một đầu cộng 2. Rồi. Và trừ 1 trừ 2 cũng giống nhau. Một đầu anh em sáng lại với cái dây loa. Đấy. Đưa vô trừ 1 trừ 2. Đấy, anh em thao và trừ 1 trừ 2 nè. Rồi bên đây anh em gấp đầu dây lại.
Xả vô. Là ok, anh em thấy không? Mình sẽ móc móc này từ âm này qua âm trừ một qua trừ hơ cộng một qua cộng hơ, đó là hai sợi. Còn anh em mua dây loa mà ruột 4 sợi thì anh em đáo vô 2 dương 2 âm là ok. Đó. Còn nếu anh em mà xài dây loa bình thường mà đáo vô rắc này là đáo dây là ok luôn. Đó. Anh em mà thấy video này hay thì anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đang nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Vui vẻ thì nhớ đăng ký kênh. Rồi. Thì anh em xong là anh em sẽ đưa vô. Đấy. Rồi. Anh em sẽ luồn cái đầu đầu dây vô. Đó, là xong rồi, anh em gắn vô đây rồi vặn nhẹ lên cái là xong, là anh em kết nối được dây loa nó rất là nông. Còn anh em mà muốn lấy ra là anh em kéo cái đây về sau cái gờ này kéo lên cái là vặn ngược cái ra đấy. Còn đưa vô thì để vô cái gờ đây, nó vô mà này rất đây, rồi vặn lên là ok. Còn muốn lấy ra là kéo lên lưu về chút là lấy ra. Đó, anh em nào muốn đấu rất là nông thì nhớ xem video này, thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ mọi người cùng xem. Tạm biệt anh em.